Ngày 15 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã bắt đầu chủng ngừa bại liệt đợt 2 ở miền trung Gaza, dù Israel không kích khu vực an toàn chỉ vài giờ trước đó. Người phát ngôn WHO Tarik Jarasevic thông báo hơn 92.000 trẻ em tại miền trung Gaza đã được chủng ngừa bại liệt trong ngày 14 tháng 10, theo báo cáo sở bộ, 92.821 trẻ em dưới 10 tuổi đã được uống liều vaccine bại liệt thứ hai. Số em cần uống vaccine ở miền Trung là hơn 179.000 và toàn Gaza là hơn 590.000. Chiến dịch chủng ngừa chưa gặp vấn đề nào lớn và hy vọng sẽ tiếp tục như vậy. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm ngưng chiến từ sáng 14 tháng 10 để trẻ em được chủng ngừa bại liệt. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết chỉ vài giờ trước đó, Israel đã tấn công vào khu lều trại gần bệnh viện Al-Aqsa, Khu vực được chỉ định là an toàn khiến 4 người bị chết cháy. Cơ quan người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc cho biết thêm một trong những trường học ở thành phố Nuserat được chọn là địa điểm tiêm chủng đã bị tấn công từ tối 13 tháng 10 sang ngày 14 tháng 10 làm 22 người tử vong. Cũng trong hôm qua, hãng CNN đưa tin chính quyền Mỹ hôm 13 tháng 10 đã gửi thư yêu cầu Israel cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza trong 30 ngày tới nếu không sẽ có nguy cơ vi phạm luật của Mỹ về viện trợ nước ngoài. Đây được cho là lời cảnh báo rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel có thể bị đe dọa. Lá thư do Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin viết gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Demer. Trong thư, Mỹ rất lo ngại về tình hình vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza và yêu cầu chính phủ Israel có những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để thay đổi tình trạng hiện nay. Kể từ mùa xuân năm nay, lượng viện trợ được chuyển đến Gaza đã giảm hơn 50% và trong tháng 9 đã xuống mức thấp nhất trong năm qua. Lá thư cũng lưu ý, các bộ ngoại giao và quốc phòng của Mỹ phải liên tục đánh giá mức độ tuân thủ của Israel đối với các cam kết không hạn chế dòng viện trợ vào Gaza.